Giữa tình yêu và sự nghiệp thì anh quan trọng cái nào hơn ạ? Giữa tình yêu và sự nghiệp em chọn sự nghiệp. Nếu mà có sự nghiệp thì mới đến tình yêu. Em thấy sao? Em thì khá là khác. Tình yêu đối với em giống như là mẹ, sự nghiệp đối giống như là ba. Nên em không có thích ai ép em vào ngưỡng ba cả. Hả? Là sao? Có nghĩa là phải cân bằng cả hai chuyện đó. Mình không nên đặt nặng một cái mà bỏ bê cái còn lại. Em hỏi dài người ta quá à. Mà giữa em và mẹ anh sẽ ra mâu thuẫn thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Nếu như giữa mẹ chồng và con dâu mâu thuẫn thì anh sẽ tìm cách và giải hòa. Được không? Hợp lý không cưng? Hợp lý ạ. Rồi. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và chào bà Nam bên kia và chào tất cả mọi người ạ. Em tên đầy đủ là Trần Thị Sen, năm nay 28 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Mời nhà trai. Xin chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào quý vị khán giả. Em tên Mai Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1991, hiện đang sinh sống và làm việc ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên nhân viên dịch vụ công ích, quận Tân Bình. Sen có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là dễ thích nghi, biết lắng nghe, ham học hỏi, nhưng mà hơi nóng tính, để lâu lâu tính hơi kỳ. Hơi kỳ là sao ấy? Hơi cố chấp, kiểu như em thích làm cái gì là em sẽ làm bằng được, nên là nhiều khi sẽ làm cho người ta khó chịu. Làm gì là làm cho bằng được thì nhiều khi nó cũng hay chứ, cái này không phải là khuyết điểm đâu. Đó, nhà gái của chúng tôi vậy thôi, hơi nóng tính, với lại làm gì là phải làm cho tới nha, đừng cản. Ưu điểm khuyết điểm là gì em? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết trong công việc. Còn khuyết điểm của em là cũng nóng tính, có hút thuốc mà ít chứ không nhiều. Trường Giang có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Dài nhất là bao lâu em? Dài nhất là 1 năm mấy. Năm mấy, còn ít nhất là bao lâu? 2 cái cũng như nhau. Như nhau luôn. Năm mấy hết là 3 năm, có kinh nghiệm 3 năm yêu nhau rồi. Nhưng lý do sao mà 2 mối tình đó mình chia tay vậy? Cũng gia đình không cho. Rồi, một mối gia đình không cho. Mối thứ hai? Mối thứ hai là hai bên cũng không hợp tính cách. Rồi. Thì do bạn nữ bên kia không hợp tuổi, cái bạn chấm dứt. À, tức là gia đình nữ bên kia không cho? Không, nói ra là không hợp tuổi. Không hợp tuổi. Mình không có cách nào thuyết phục luôn hả? Do quyết định của bạn gái thôi. Rồi. Tội nghiệp quá ha, đợi anh Trường ghê. Sao đường tình duyên bên đây sao? Chào em gái. Dạ, em chào em. Em chỉ có một mối tình chính thức thôi ạ. Mấy năm? 3 năm. 3 năm, vậy bằng đây 2 mối. Bao nhiêu mối không quan trọng, quan trọng là thời gian để có được kinh nghiệm tình trường nó như thế nào mới là quan trọng. Đúng rồi. Em quan trọng là chất lượng ạ. Quan trọng chất lượng. Nhưng mà sao 3 năm chất lượng nó thay đổi vậy? Tại vì thời điểm đó em cũng mới ra trường, với lại em có chia sẻ là nhà của em theo đạo. Thì khi mà anh đề cập đến kết hôn thì em cũng có nói là anh sẽ theo đạo của em, nhưng mà anh không chấp nhận. Thì em nghĩ là quan điểm nó không có giống nhau thì em chủ động dừng lại. Hỏi nhà trai bên kia luôn đi. Sao em? Cái dù theo đạo đó được không? Thì bây giờ hỏi với bạn nữ đạo anh ấy giữ. Nếu như mà có thể hòa hợp được trong cuộc sống thì có thể cũng được. Đó, coi như mình tạm vậy đi. Em có mong muốn người bạn trai mình sẽ có những cái tính cách như thế nào nè? Nói chung là em thích một người có ý chí, có khát vọng một chút. Với lại nói chung là một người có thể lắng nghe được em nói chuyện. Nghe thì nghe đó. Nghe thì nghe được thôi chứ cũng đâu có vấn đề gì đâu. Ngoại trừ em nói chuyện khó hiểu quá thì người ta không hiểu thôi. Không phải ạ. Ý em là cái chuyện lắng nghe người khác nói chuyện nó cũng quan trọng ấy. Thì em hy vọng là người đó biết lắng nghe, với lại cũng biết quan tâm, chia sẻ và hiểu chuyện. Rồi. Em có hay lắng nghe ai đó, em nghe cố gắng em lắng nghe người ta nói hết câu chuyện không? Có. Nếu mà đúng chuyện thì sẽ nghe. À, rồi. Đúng chuyện sẽ nghe thôi. Anh nghe được tiếng của Nghệ An không ạ? Tiếng Nghệ An thì có lúc nghe, có lúc không. Nếu mà dễ nghe không sao cả. Anh nghĩ sao về con gái Nghệ An ạ? Nói chung là tùy tính cách mỗi người. Con gái Nghệ An, nhưng mà cho mình tiếp xúc
thì mình mới biết được tính cách như thế nào. Thật ra giọng Nghệ An dễ dễ thương lắm em. Em nghe dân ca ví dặm là em nghe em khoái liền, em thích liền. Đúng không? Giữa mạc Tư Khoa nghe của Hò Nghệ Tĩnh, nghe những bài hát đó tự nhiên em thấy giọng của con gái Nghệ An nghe đã lắm. Mẫu lý tưởng của em là cái gì? Cao ráo, mập, ốm như thế nào? Nói chung là em nếu như mà quá đẹp trai thì có lẽ không dành cho em. Nhưng mà em thích một người có ngoại hình ưa nhìn xíu. Ưa nhìn thôi đúng không? Để chị qua chị nhìn bên kia coi chị có ưa không nha. Bên đây nhìn nó quan trọng ưa không đó, đúng rồi, qua nhìn đi. Hả? Dạ chào nhà trai. Chào em. Chào em. Ưa đó. Ưa không? Ưa, qua nhìn cái là ưa. Dễ thương, tâm hiền lành. Đúng rồi, giao diện vậy thôi chứ muốn gì nữa. Tiêu chí chọn bạn gái của anh là như thế nào ạ? Biết cách cư xử và đối nhân xử thế, rồi cùng nhau biết chia sẻ, quan tâm cho nhau là đủ. Ừ, vậy thôi, đơn giản. Giữa tình yêu và sự nghiệp thì anh quan trọng cái nào hơn ạ? Giữa tình yêu và sự nghiệp em chọn sự nghiệp. Nếu mà có sự nghiệp thì mới đến tình yêu. Em thấy sao? Em thì khá là khác. Tình yêu đối với em giống như là mẹ, sự nghiệp đối với giống như là ba. Nên em không có thích ai ép em vào ngực ba cả. Hả? Là sao? Có nghĩa là phải cân bằng cả hai chuyện đó. Mình không nên đặt nặng một cái mà bỏ bê cái còn lại. Em hỏi dài người ta quá à. Thật ra sự nghiệp đàn ông mà khi chưa có gia đình thì sự nghiệp hết sức là quan trọng em mà. Đúng rồi. Nếu mà đàn ông mà không có sự nghiệp đi lấy vợ là coi như hỏng luôn. Nói mình phải có sự nghiệp trong tay cái đã. Cái đó là quan điểm của người đàn ông. Nếu mà em cần một cái tình yêu nó nhiều hơn á thì em phải hỏi vào lúc đã kết hôn rồi. Thì người ta sẽ chọn gia đình. Còn khi chưa kết hôn giống như là anh Quyền Linh nói vậy đó, là người đàn ông họ sẽ chọn sự nghiệp. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Giờ không có một cúp liều tranh hay quả tiền vàng đúng đâu. Đúng rồi, chính xác. Em gái đi với ai vậy? À, em đi với một chị gái của em. À, rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và các vị khán giả ở đây. Chào em. Em là bạn của Sen. Nó không có chịu đăng ký chương trình đâu mà em ép đi á. Cũng rất là mong hai bạn có thể có cơ hội được tiếp cận rồi làm quen với nhau. Trao đổi với anh bên nhà trai thì em thấy anh này cũng khá tương đối là hợp với em gái để có thể tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Nhà trai đi với ai Tinh? Nhà trai đi với chú. Dạ. Dạ, chào nhà trai ạ. Bên đây thì chúng nhìn thấy là coi như là cô xinh. Nói chung là hai bạn cố gắng là coi như trao nhau cái cơ hội để coi như là tìm hiểu nhau. Còn mấy cái vấn đề mà về tôn giáo hay là quan trọng trái tim mình. Đúng rồi, quan trọng trái tim mình thôi. Được rồi, bây giờ thôi hai bạn trẻ gặp mặt rồi nói chuyện chứ giờ mình cũng chưa biết sao. Đúng nha. Đúng rồi, mở rào. Hôm nay mình có một món quà. Dạ, tặng em có món quà tặng lại em ạ. Rồi, chúng ta trò chuyện đi nào. Lần đầu tiên trong cuộc sống mình gặp mặt nhau đó các bạn. Em ở Bình Dương mà em ở khúc nào? Em ở Thủ Dầu Một ạ. Thủ Dầu Một, anh ở Tân Bình. Em làm công việc như thế nào? Em hiện tại đang là quản lý phòng marketing cho công ty ở Bình Dương ạ. Anh làm bên lĩnh vực gì vậy ạ? Làm bên mảng chăm sóc cây cảnh. Làm chăm sóc cây cảnh nó yên bình lắm, nhẹ nhàng lắm á. Yeah. Rồi kiên nhẫn nữa đó. Gần đây anh có theo dõi mạng xã hội không ạ? Cũng ít lắm. Nhưng mà anh có biết những vụ đánh ghen trên mạng gần đây không ạ? Không có quan tâm về mấy chuyện đó cho lắm. Tại vì mình chưa có gia đình. Nhưng là mình cũng không có đi chơi nhiều cho nên cũng không có để quan tâm mấy chuyện đó. Anh cũng ít cập nhật tin tức mới đúng không ạ? Sao mà em lại hỏi bạn trai có liên quan đến mấy vụ đánh ghen trên mạng không là sao? Thì em muốn hỏi là anh suy nghĩ như thế nào về những cuộc đánh ghen đó? Nằm trong cái câu chuyện mình mới biết được chứ còn không nằm đâu có biết được. Nói chung là chỉ đi làm về, rồi đi cà phê với bạn bè, đi chơi bạn bè xong rồi về. Rồi. Mấy em mới quan tâm chuyện đánh ghen trên mạng chứ mấy đàn ông lo đi làm xong rồi về kiếm tiền. Có... mấy chuyện đó mấy chuyện của mấy bà phụ nữ hay ngồi bàn tán với nhau. Mấy ông hay coi đá banh ở trên mạng chứ. Đúng rồi. Đất ai coi đánh ghen trên mạng lắm. Nhưng mà chị chưa hiểu mục đích của em để hỏi câu đó là gì á. Em sợ hay sao? Không phải là em sợ. Nhưng mà em muốn biết là
suy nghĩ của bạn nam như thế nào về người thứ ba. À đó, em hỏi vậy đi, suy nghĩ của bạn nam như thế nào về người thứ ba? Một người bạn thân có đã có gia đình thì rủ đi chơi, còn đi cũng có đi chơi này nọ bình thường, còn mà không thân thì đã có cặp gia đình đi rủ đi chơi thì em cũng tránh né chứ em mất đi lắm. Em bây giờ em đi mấy cái đó. Vậy quan điểm của em về người thứ ba như thế nào? Em thì quan điểm là người thứ ba chỉ có thể chen chân vào khi một trong hai người cho phép. Nếu như mà một trong hai người đã cho phép thì chắc chắn là mối quan hệ đó có vấn đề, không thể cứu vãn. Mục đích của bạn nói là sau này hai đứa mà có quen nhau, nói chung là quan điểm về tình yêu của bạn đó là như vậy, là khi mà đã mối quan hệ không cứu vãn nữa thì thôi cứ muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi, đúng không em? Dạ. Mục đích của em là vậy đúng không? Dạ. Mà em đưa người ta đi một cái vòng nó xa quá trời xa luôn, mà đàn ông thì người ta đâu có quan tâm tới mấy cái chuyện đánh lộn lão trên mạng xã hội làm chi. Không có chị, cái đó cũng là cái để mình biết có thường xuyên cập nhật tin tức hay không, có theo dõi những chuyện xung quanh của mình hay không. Đàn ông người ta lo sự nghiệp, người ta đâu có lướt Facebook nhiều như mình. Không, mai mốt muốn hỏi gì em hỏi thẳng vấn đề. Em đừng đi, đừng có đưa người ta đi vòng. Sang dạo này mắc lắm. Sang dạo này mắc lắm. Rồi bây giờ mình bàn cái chuyện đâu hẹn hò sao nè em trai. Hỏi bạn gái coi rảnh lúc nào đó mình lên mình đón bạn ấy đi chơi nào. Những ngày thường em đi làm, còn cuối tuần em có rảnh vào ngày nào? Nói chung là em thì cũng không có nhiều thời gian rảnh, nhưng mà quan trọng là em dành thời gian cho ai thôi. Anh không đành cái khu Bình Dương cho lắm thì, nhưng anh có thể trở đi nhân nơi khu vực khác, Cần Giờ hay Nhà Bè hay đi Vũng Tàu hay về Tân Bình chơi xem phim ăn uống, thì nếu em có thể đi. Nếu như mình có thể tiến tới hôn nhân thì chuyện em lo ngại đó là chuyện giữa mẹ chồng và con dâu. Thì nếu như mà giữa em và mẹ anh sẽ ra mâu thuẫn thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Nếu như giữa mẹ chồng và con dâu mâu thuẫn thì anh sẽ tìm cách và giải hòa. Được không? Hợp lý không cưng? Hợp lý ạ. Rồi, nãy giờ là hẹn hò đó, sau khi chúng ta hẹn hò một thời gian cảm thấy đủ hiểu nhau, đủ tin tưởng nhau tới hôn nhân, chàng trai hỏi cô gái bao lâu thì cho nhà trai qua? Bao lâu thì anh có thể qua nhà? Qua nhà em để nói chuyện với mẹ em hả? Đúng rồi. Thời gian đó không quan trọng, quan trọng là ở bản thân anh thôi. Đúng rồi. Kết hôn sao? Ở đâu? Lập nghiệp ở đâu? Sau này sẽ tính hôn nhân thì em có chịu làm dâu không? Hay là ra ngoài? Em nghĩ là làm dâu đó là chuyện đương nhiên. Cái đó là chẳng qua mình chọn cái cách chung sống như thế nào thôi. Chứ còn đã cưới chồng là làm dâu mà, đúng không chị? Đúng rồi đó. Nếu như ở chung cũng được, ở riêng cũng được, không vấn đề gì hết à? Bước tới nắm tay cô ấy. Đấy. Chân là... Đứng lên. Rồi, hai bạn nắm tay nhau. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Anh và em đến đây là một cái duyên. Còn đến nãy không thì anh và em tìm hiểu. Hy vọng em hãy cho anh một câu hỏi để tìm hiểu em. Đến tới hôm nay. Dạ, em cảm ơn anh đã đi nghe đây ngày hôm nay ạ. Để tay vào nút bấm các bạn. Nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau rất nhiều rồi. Cô gái cũng đã có rất nhiều câu hỏi để hỏi chàng trai, dường như là cô gái cũng đã sẵn sàng cho một cái mối quan hệ rất là nghiêm túc. Và chàng trai cũng đã đáp ứng được hết tất cả những câu trả lời của cô gái. Bây giờ việc của hai bạn còn lại đó là nhắm mắt lại, cảm nhận về những gì chúng ta đã trao đổi với nhau trong những cái phút giây vừa rồi. Đôi bàn tay chúng ta đã chạm vào nhau, ánh mắt chúng ta đã chạm vào nhau, xem đó có phải là người mà chúng ta đang đi tìm kiếm hay không. Sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chàng trai có bấm mà em gái không bấm. Lý do tại sao em gái không bấm? Em không có rung động khi đứng gần anh ấy. Vì vậy em chỉ có thể dùng phán đoán của mình để đưa ra quyết định thôi. Đúng đó. Hợp lý. Em hợp lý đó. Đàn ông mạnh mẽ lên xíu nữa, mà nói năng nó mạnh dạn xíu nữa. Phụ nữ á, họ nghe bằng lỗ tai nè. Đây là một người rất là hiền lành. Dạ. Chưa có va chạm nhiều lắm, em không, hiểu không biết cách thể hiện. Đúng rồi. Thật ra bạn ấy không biết cách thể hiện bản thân của mình thôi, chứ bạn ấy là người tốt đó. Hai cặp này mà về với nhau là đây là kèo trên. Đúng. Bên kia kèo dưới. Nên em đã vụt mất một cơ hội làm kèo trên rồi.
Dạ không ạ. Em ở ngoài em cũng là một người tự lập, vì vậy trong nhà em thích dựa dẫm hơn là phải đứng lên làm một người đàn ông trong nhà. Nhưng mà nên mạnh mẽ chút xíu nữa em trai. Đúng ha. Đúng rồi, chàng trai hôm nay là hơi yếu đuối quá. Đúng rồi, cái gì em cũng có hết, chỉ có là em hơi thiếu may mắn thôi. Nhát gái cũng khổ, mà bây giờ tìm đâu ra những con người quý hiếm như vậy? Ê, mấy người đó, mấy người đó. Không, nói cái anh mình mới đây nè. Thật ra là các cô gái thì cũng hay chọn cái sự nhanh nhạy chút xíu, năng nổ chút xíu, mạnh mẽ chút xíu. Nhưng mà cái người mà như nãy nó khó tìm lắm á. Biết đâu đó là viên ngọc quý mà mình chưa mài ra thì sao? Nên tìm những viên ngọc đó các bạn ha. Thì cuộc sống mà đôi khi là nó không đồng đều với nhau thì mình cũng nên chọn với nhau. Như vậy thì nó mới tạo nên màu sắc của cuộc sống. Đúng thưa rồi. Quý vị. Và bây giờ thì xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Mời nhà gái ạ. À. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Ưu tiên nhà gái giới thiệu trước đây nào. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và bạn trai bên kia. Em tên là Phan Thị Tuyết Nga, năm nay em 37 tuổi. Em đến từ Thủ Đức và công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Thủ Đức Nga ở với ai Nga? Dạ, em ở dưới gia đình. Rồi, mời anh trai. Dạ, em tên là Nguyễn Hết, em sống ở Thủ Đức luôn. Nói là làm, đang làm công việc ở Thủ Đức Nguyên 1. Nghĩa là Thủ Đức luôn. Hết nói cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi hết. Ưu điểm của em là với nhiều việc công việc tay chân em nhìn sơ qua là em làm được hết. Hết làm công việc gì chính? Dạ em làm công việc chính là chạy xe, nhưng mà những công việc nặng nhọc khác là em sẽ nhờ em chạy xe. Chạy xe gì? Chạy xe nâng ạ. Xe nâng á hả? Dạ xe nâng. Nâng lên hết á hả? Dạ nâng hết. Chạy xe nâng hết còn làm gì nữa không? Chỉ kinh doanh phòng trọ ở nhà thôi, đơn giản thôi. Được mấy phòng? Dạ được 6 phòng. Tháng cũng được vài chục đúng không? Dạ em tới anh. Tháng dở lắm chừng 6 triệu anh. Tại vì em lấy phòng trọ rẻ lắm. Con triệu phòng hả? Dạ. 6 phòng rồi xài hết không? Dạ 6 phòng chắc xài không hết đâu. Gọi là để dành cưới, để dành cưới vợ. Dạ. Bạn Hết có khuyết điểm không? Dạ khuyết điểm của em thì hơi nhút nhát kinh chuyện tình cảm. Thì nếu mà gặp đối tượng là em ít nói lắm chị ơi. Vậy thôi hả? Dạ. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là người vui vẻ, hòa đồng, biết lắng nghe và biết quan tâm chăm sóc gia đình. Còn khuyết điểm của em thì nói chung là trước đám đông thì em hơi nhút nhát. Dạ, với lại hơi run chút. Hai bạn có hai khuyết điểm giống nhau quá à. Rồi bây giờ mình nói về tình trường đi. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì qua em một mối tình hả chị? Cách đây 3 năm. Em quen người đó thì nói chung là hơi gia trưởng, với lại hơi lăng nhăng cho nên em không có tiến xa được. Em chủ động nói chia tay luôn. Dạ. Nhưng mà quen nhau bao lâu? Dạ 2 năm ạ. Kinh nghiệm tình trường của nhà gái là 2 năm và đã chia tay cách đây 3 năm rồi ạ. Dạ em chào anh Hết. Dạ chào chị. Đối tình trường thì em chia tay cách đây 7 năm rồi. Thì hai bên gia đình là không có hợp với nhau, rồi qua hỏi nhà gái không chịu. Rồi về bên nhà em má em rồi đó cũng khó lắm rồi, cũng không chịu. Cho nên là hai đứa cũng lục đục cái chia tay chị. Ủa có một mối tình một á hả? Dạ. Là giờ quyết tâm của bạn gái rồi không? Dạ quyết tâm. Vậy giờ anh mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Dạ bạn gái thì nói chung đơn giản thôi. Biết lắng nghe, biết lo gia đình là được. Đơn giản thôi. Dạ. Cái đó không có đơn giản luôn đó. Phức tạp. Qua tôi coi đơn giản là sao cỡ nào nha. Nhà trai qua coi mắt. Trời ơi nhà gái dễ thương. Chào anh. Không đơn giản đâu, nhà gái bên đây là dễ thương lắm đó nha. Cái hình tượng nào về người yêu lý tưởng của mình hay người chồng tương lai của mình không? Dạ mẫu của em là giống anh Quyền Linh, là em mừng lắm quá. Vậy đó hả? Dạ. Mẫu này khó tìm lắm à. Trời ơi, hàng hiếm đó. Mẫu này lúc cũng được lúc không á. Lúc trời nắng khác trời mưa khác luôn á. Dạ em. Được ha? Dạ được. Cũng được đúng không? Đó. Anh Hết cứ coi tôi sao là sống y chang vậy. Dạ. Thôi là được. Rồi em không thích điều gì đàn ông? Em không thích người đó gia trưởng, lăng nhăng, hút thuốc. Kia không có gia trưởng rồi đó. Không có lăng nhăng không? Dạ không. Ta có mối tình có 2 năm, ta chia tay 7 năm nay không quen ai lăng nhăng gì. Ta hỏi cớ lại nhiều khi giật mình cái trả lời thiệt đó. Không hết lăng nhăng nổi luôn rồi. Anh có hút thuốc không? Cái đó có. Xã giao thì đúng là cũng có. Hút nhiều không? Dạ không. Bên kia người ta không thích hút thuốc. Có thể bỏ. Ok. Có thể bỏ được. Rồi. Hôm nay Nga đi với ai? Dạ em đi với chị ruột. Rồi chào chị gái. Chào nhà gái ạ. Em chào Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Dạ. Em đại diện hôm nay em đi với em của em.
tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì cũng mong em của em tìm được một người hợp để tính tới chuyện xây dựng gia đình. Nhìn thấy anh hết bệnh sao? Thì nhìn ảnh cũng hiền lành, tính tình cũng vui vẻ, cũng được ạ. Dạ, cảm ơn chị. Anh đi với ai? Dạ, đi với lại mấy bạn ở làm chung. Dạ, em chào nhà trai ạ. Trước tiên thì xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Rồi, dạ. Và bên đàn gái tất cả các ekip trong trường quay khán giả ở đây. Đi với bạn tới đèn hò đây là muốn cho bạn kiếm được một nửa của mình còn lại. Thì lúc ba mẹ bạn ấy mất thì còn có một mình, nên bây giờ thì mong rằng cho bạn kiếm được một nửa còn lại của mình. Tức là ở nhà con mình thôi đó hả? Dạ, giờ ở nhà con mình. Thấy bạn bên đây được không? Dạ, được á. Hả? Dễ thương không? Dạ. Trời, em thấy còn muốn bỏ vợ luôn á. Em thấy còn muốn bỏ vợ luôn á. Trời đất ơi, trời, ông gan dễ sợ, máy bay quay cận mặt ổng liền. Chứng tỏ là cô này xinh chứ đúng không? Ừ, bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi, mở rào. Tấn công hết số luôn. Có một bông hoa. Chờ em. Bông 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 bông. Cảm ơn anh. Gửi tặng anh chậu hoa. À, cảm ơn. Lần đầu tiên anh thấy em người phụ nữ rất dễ thương và rất hiền. Em tính chừng nào thích hơn? Dạ, em thì để tìm hiểu thử thường một khoảng một năm để coi tình cảm như thế nào. Nếu mà hợp quan điểm cùng quan điểm mà đủ yêu thương thì em sẽ tính tới chuyện kết hôn. Dạ. Càng sớm mình có ví dụ mà em chấp nhận thì đăng ký kết hôn cũng được. Anh đang ở phường Linh Xuân mà. Linh Trung. Chạy xuống quốc lộ 13 là sao anh? Anh chạy khoảng chừng 25-30 phút. Hồi nãy là anh nói là lái xe non à? Ừ, anh lái xe non. Lái xe non cho công ty hả? Cho công ty. Rồi hiện tại là anh ở một mình vậy thôi à? Ừ, mà hiện tại giờ anh ở một mình, anh với lại căn nhà trống rỗng chứ không? Anh quan niệm về tình yêu như thế nào ạ? Chung thủy và yêu thương nhau thiệt lòng thôi. Khi mình có gia đình rồi, mình sẽ chăm sóc gia đình thế nào, con cái thế nào, vợ con thế nào, mình dành thời gian thế nào cho gia đình. Anh hãy nói cho Nga biết đi. Cứ đi làm về thì dành thời gian cho vợ là 6 ngày. Còn ngày Chủ nhật thì buổi sáng thì dành cho bạn bè uống cà phê chút xíu rồi chút trưa về với vợ con. Một sáng Chủ nhật uống cà phê với bạn, dắt vợ theo uống luôn. Chứ nếu vợ không tin tưởng thì cho vợ theo. Không phải không tin tưởng, mình đi theo cho vui. Tự nhiên ta đòi đi theo cái nghĩ ta không tin tưởng. Ý tưởng anh vậy được không? Dạ được hả? Rồi em thích trai đầu lòng hơn gái đầu lòng gì đó, hỏi đi. Rồi vậy nghe gì thích lúc mình đám cưới rồi thích em thích trai đầu lòng hơn gái đầu lòng em? Con thì giống như là của trời cho, trai gái em đều thích hết ạ. Dạ. Rồi tiền bạc ai quản lý, mình giữ tiền hay giờ giữ tiền bàn luôn đi? Thì nói chung là nếu mà tiền bạc gì về chắc đưa thẻ về vợ giữ luôn. Nhưng mà quan trọng là tiền có vô thẻ không? Vô chứ, hàng tháng vô đều. Chứ tới tháng lãnh lương, lãnh tiền mặt xong rồi cái đưa thẻ cho vợ giữ là không biết. Giờ lãnh lương thì vô thẻ hết á. Vô thẻ hết, đâu đâu có tiền mặt được. Nói đó không biết thiệt, tại không có lãnh lương tháng nên không có biết. Rồi bây giờ 6 phòng trọ đó có giao cho vợ giữ không? Giao vợ quản lý, chiều cứ tới tháng 10 tay là cứ ghi điện nước xong rồi thu tiền thôi. Là vợ thu tiền ha. Coi như là tiền bạc đưa cho vợ hết ha. Vợ giữ hết. Trời ơi, ngon à, ngon à. Mối này ngon. Được rồi đó Nga, thấy được rồi đó. Bây giờ nhưng mà nói là giữ đúng lời nha. Trời, thanh niên mà nói lời phải giữ lời chứ. Không giữ lời mốt chiếu đoạn này lại cho coi. Bây giờ là anh hết biết tới nắm tay Nga. Bây giờ mình có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Hết thấy Nga như thế nào và ngược lại Nga thấy hết thế nào? Em thấy Nga là người phụ nữ rất dễ thương, rất là hiền, gương mặt rất đông hồng. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Chung là hôm nay thì mới gặp thì em cũng muốn em với anh cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì nếu mà hiểu mà đủ yêu thương hoặc đủ hiểu nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân. Anh thì mình là bạn. Dạ. Bây giờ trong lúc này mình trao nhau những cái cảm xúc nè. Nga có thể hát tặng hết một đoạn nào đó. Em xin hát tặng anh bài Chờ Đông.
Anh ơi có phải trời đang mưa? Anh ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông mái ân em đang chờ, mùa đông giá băng em đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em, dù cho mắng sâu khi hưng hờ, và dù năm tháng trôi mau. Dạ em xin hết ạ. Rồi về vị trí đi. Mời hai bạn về vị trí. Bây giờ mình để tay vào nút bấm đi anh Hết. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định cho riêng mình nha. Nếu mình quyết định đây là một nửa mà mình có thể nắm tay đi suốt cuộc đời thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu mình thấy không phải, đây chưa phải là cái gu của tôi, đây không phải là người tôi thích, không cần bấm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Cặp này hình như là cách gặp nhau đó trong mơ rồi đó. Cảm xúc của Hết thế nào? Cảm xúc em thì đang lần lần. Lần lần? Lần lần. Quyết định giao 6 phòng trọ không? Giao 6 phòng trọ. Luôn căn nhà của em kia luôn. Thấy mừng nhất là bốn người bạn đó nha. Ảnh ế lâu quá anh làm phiền mấy anh mấy chị dữ lắm phải không? Vậy là có dịp để ăn mừng rồi đó nha. Hôm nay không có gia đình của bạn Nga xem, nhưng mà anh nhìn vô máy truyền hình đó, coi như gia đình của Nga đang xem, mà xin thưa những người lớn, thưa hai bác, tụi con xin phép là cho tụi con tìm hiểu nhau, hẹn hò với nhau, rồi con hứa cái gì đó nói đi anh Hết. Dạ thì xin phép hai bên, hai bác trai bác gái, cho con với Nga được phép tìm hiểu nhau. Nếu Nga chịu và hai bác chịu thì con sẽ tiến tới hôn nhân hỏi cưới Nga. Đó, có chào chị một tiếng nữa chị. Hả? Thì chị nhớ ủng hộ cho em giùm em về nói với Nga nữa. Được ha chị ha. Hả? Nói chung Hết đây là cũng chân tình lắm á. Anh thấy là cũng được lắm em. Nha, chúc hai em hạnh phúc nha. Mời bạn nữ. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Mời em trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Triệu Quỳnh Như, em sinh năm 1995. Quê quán em ở Gò Công, hiện tại em đang làm ngân hàng ạ. Làm ngân hàng ở đâu Như? Em làm ở Tiền Giang luôn ạ. Tiền Giang, Gò Công luôn ha. Dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và cùng toàn thể mọi người. Em tên là anh Thao, hiện nay là 31 tuổi, kinh doanh online về mảng thú cưng. Bán gì? Dạ bán phụ kiện quần áo của thú cưng. Quần áo của thú hả? Dạ. Nghề này đang hot lắm hả nha. Dạ. Nhà gái cho chúng tôi biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Khuyết điểm của em là em hay quên với lại hay ngủ. Hay ngủ? Dạ. Đã quên rồi còn ngủ nữa. Ừ, là ngủ quên luôn á. Ngày nào cũng vậy luôn á hả? Dạ thì bữa hay quên bữa hay ngủ vậy đó anh. Trời ơi vậy dạ. Mà ăn gì nữa trời. Bữa quên mà ngủ vậy đó. Đi làm là hay trễ lắm đúng không? Dạ không, đi làm không có trễ chị, có kỹ nghĩa là em làm về mệt là em ngủ liền luôn. À. Em ngủ xong rồi em mới dậy em ăn. Dạ. Tức là ngủ cái là bất tỉnh nhân sự luôn. Dạ đúng rồi chị. Bữa nào mà người ta mượn tiền lấy tiền thì cái ngân hàng mà quên là mệt lắm á nha. Dạ chuyện đó không có đó anh Quyền Linh đi. Dạ, làm việc thì đâu vô đó hả? Có chỉ về nhà là em mới ngủ thôi. Dạ. Hay. Bên đây sao có ngủ quên gì không? Dạ không anh, thì em cũng tỉnh nhiều hơn bạn ngủ. Tỉnh hơn hả? Dạ. Em làm cái ngày này lâu chưa? Dạ thì trước em có học bên Đại học Nguyễn Tất Thành, tốt nghiệp tài chính ngân hàng rồi cũng làm bên ngân hàng. Nhưng mà rồi cái duyên mình nó không có hợp với ngành đó. Đang học ngân hàng, làm tài chính ngân hàng rồi tự nhiên quay về bán đồ cho dạ. Chó là sao? Dạ thì cũng một phần là mình cũng thích động vật. À thích động vật mới quay về đúng không? Dạ, vậy rồi. Em không thích ngân hàng. Dạ cũng có thích một phần cho nên thích. Mình mới đi theo tài chính ngân hàng. Thích lúc đầu thôi. Dạ. Rồi sau quay thích thú cưng nhiều hơn. Dạ. Đúng không? Dạ. Giờ quay về thích ngân hàng đi cưng.
Người ta buôn bán cái này người ta giàu lắm đó. Đó là thú cưng là giàu lắm đó. Mà kêu bán được cho chó. Dắt con chó đi tốn tiền hơn chích người nữa ông ơi. Vô chích con chó cái hả mấy trăm ngàn. Rồi mua quần áo cho chó, mua dây xích cho chó, mua bông tai chó, mua bao tai. Rồi mua mắt kiến cho chó, mua nón, mua bông tùm lum cho chó hết trơn đó, đúng không? Dạ. Thì hiện tại em cũng có cái nghiệp của mẹ bán tiệm mắt kính. Mắt kính của người á. Mẹ tính của người. Tôi giật mình. Tôi tưởng bán mắt kính cho chó luôn chứ. À bán phụ kiện cho chó. Dạ. Bán mắt kính cho người. Dạ. Phải ghi vậy nha. Dạ. Chứ để tao tưởng đâu tao vô tôi mua mắt kính người đeo cho chó. Mắt đeo kính chó. Dạ. Đeo cho người là mệt lắm ha. Dạ. Coi chừng nhầm ha. Mà hai cửa hàng kế bên không? À, cái đó là nghề của mẹ. Nghề mắt kính là của mẹ. Là đang dưới quê. Còn dưới Bình Thuận. Quê Bình Thuận. Dạ. Tức là mẹ đang mắc kiến, bán mắc kiến ở dưới. Dạ. Trời, bán mắc kính cũng giàu lắm đó con. Mắc kính vừa ngon, hơi ngon á. Nói chung hai cái nghề là khá luôn á. Nghề ngân hàng bên kia là cứ vô gửi thôi. Bán nhiều nộp ngân hàng hết nhiêu đúng không? Bán nhiều nước chảy về đây hết. Bây giờ mình sống ở đâu nè em trai? Dạ, hiện tại em đang ở bên quận Phú Nhuận. Phú Nhuận ở nhà ai? Đó là nhà của hồi trước thì ba mẹ mua cho anh chị em ở. À. Xong rồi sau khi kinh doanh thú cưng á. À. Thì cũng để dành được vốn rồi. Rồi mình kêu mấy anh chị em ủy quyền lại rồi. Ủy quyền lại rồi? Dạ. Ra tên em chưa? Dạ rồi. Trời ơi, nhà, ngon lành quá. Nhà cao không? Dạ, chào chị. Dạ, chào em. Dạ, thì cái nhà đó cũng vừa thôi. Có phòng ngủ rồi. Mấy tấm? Có 2 tấm thôi. Ngang nhiêu, dài nhiêu? Là thấy tôi nhà 2 tấm là thấy cao rồi đó. Ngang nhiêu, nhà dài nhiêu? Theo giấy tờ thì là khoảng 6x6. Trời ơi, ngon rồi. Đó là giấy tờ thôi. Bình Thạnh hả? Phú Nhuận chị. Ở Phú Nhuận hả? Giấy tờ thôi còn xung quanh chưa giấy tờ chưa tính. Trời ơi. Thế bà xui thấy ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon. Vậy khỏi hỏi gì cho tôi thấy có nhà được rồi đó, 2 tấm được rồi. Không, tôi vẫn phải hỏi chứ. Vậy khỏi hỏi gì cho tôi thấy có nhà được rồi đó, 2 tấm được rồi. Không, tôi vẫn phải hỏi chứ. Làm gì làm chứ cũng phải hỏi cho nó đàng hoàng tử tế. Thấy khỏe đó là ta tôi chuẩn bị sẵn đúng rồi, về tương lai về kinh tế là. Vậy là chỉ có gọi là ở trong cái nhà 2 tấm thì lo cho chó mèo này kia thôi. Kiếm thêm mà đắp vô thêm thôi. Đúng rồi. Không có gì hết. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì thời sinh viên thì em có một mối tình. Có mối thôi hả? Dạ. Còn mấy năm gần đây thì cũng không sâu đậm lắm. Cũng không sâu đậm lắm vậy thôi. Thôi khỏi đi. Tới đó thôi. Vậy được rồi. Cái gì quá khứ hay để cho nó ngủ yên. Nói chung bán đồ cho chó mấy cô mà đại gia hay ẩm con chó vô. Ồ cưng lắm. Gắn bông qua rồi quần áo rồi vô. Nhiều khi có gắn. Có nằm để ý khách hàng chưa? Các bạn sinh viên đó là cũng nuôi chó đó. À là mấy cái mối tình đó là cũng thông qua chó đó. Là cũng thông qua chó đó hả? Mấy mối tình mà nó nói thông qua chó. Nhưng mà thấy coi bộ là nó cũng không hợp mạng đó. À, không hợp mạng. Ừ, chắc không hợp mạng cho nên thôi. Để tôi qua tôi có nhà gái còn sao. Có con chó nào không chứ? Chào gái xinh đẹp nha. Bây giờ mình có mấy mối tình rồi? Dạ, có một mối tình mà cũng lâu rồi anh Bình Linh. Một năm mà, quen nhau một năm. Bao lâu rồi chưa có mối tình nào? 4 năm mà. 4 năm rồi ha. Giờ thấy anh bán chó vẫn được không? Bán phụ kiện cho chó là được không? Nghe thì em thấy cũng được á anh. Dễ thương, có duyên lắm á. Dạ. Bây giờ nếu lấy chồng về thành phố sống được không? Dạ, được anh. Bây giờ mình muốn người chồng lý tưởng với tiêu chí thế nào mình có thể thông báo coi giống bên kia không? Thích người không hút thuốc nè. Ừ. Đừng có gia trưởng. Rồi. Với lại biết kính trên nhường dưới. Có hút thuốc không? Dạ không chị. Em thì được cái không rượu bia cờ bạc. Ừ. Có gia trưởng không? Gia trưởng thì em cũng không có. Chắc thấy nó không có nổi đâu, này hiền lắm. Bây giờ mình muốn có bạn gái như thế nào, nói cho chị Lan nghe coi. Có ngoại hình khỏe mạnh đó. Khỏe. Rồi, khỏe re. Bên kia khỏe lắm. Rồi gì nữa? Cao cỡ như chị MC là được rồi. Dạ. Hơn. Bởi nó ngon hơn tôi luôn đó. MC cửa gì? Vậy sao? Vậy sao? Vậy cửa MC vậy, nhiều, cửa nẻo gì đây? Nhiều cửa, MC nhiều cửa ừ, hơn. Đó, dễ thương đó. Trời gì nữa, em có điều gì không thích ở phụ nữ không? Hỏi cao cỡ nào cao đó. Dân Tiền Giang tôi xinh đẹp không ông ơi. Em thì có một cái khuyết điểm là
có Facebook hay Zalo á. Nhưng mà người con gái đó mà không tương tác ấy là em cũng ít khi nói chuyện được nữa. Khoảng 2 đến 3 ngày là em hết chuyện để em nói. Có nghĩa là mình hỏi cái gì đó hoặc là bạn đó có cái chuyện gì đó bạn hỏi ngược lại mình. Bận quá sao đâu có tương tác được đâu. Em rất dễ, cái đó mấy ngày cũng được. Nhưng mà ý là phải tương tác đúng không? Phải nói qua nói lại á, giống như chứ đừng để mình nhắn tin một hồi mình im lặng. Thì tức là thấy đọc mà không trả lời đúng không? Dạ. Cái này hoặc là không mà đọc luôn á. Em ý kiến cái là ví dụ như anh nhắn tin em trong giờ em làm là em không có thời gian để em trả lời lại. Đúng rồi. Dạ. À, không, cái đó không sao em, có nghĩa là đừng để qua 2-3 ngày. Thì có nghĩa là anh không thấy có một cái câu trả lời hay là đúng rồi, yêu nhau mà làm sao để 2-3 ngày. Nhưng mà ở bên đây người ta có cái yếu điểm, tức là người ta đọc người ta quên trả lời. Chiêu đó. Cái thứ hai đúng là rồi, ta hay quên. Ta đọc xong ta ngủ ta quên trả lời luôn. Người ta hay quên đó, đi làm về ta mệt ta ngủ luôn. Ừ, ta có hai cái đặc điểm đó mà. Thì em cũng hy vọng là có thời gian để mình gặp mặt nhiều hơn. Ừ, vậy đi đó. Dễ chịu. Vậy dễ chịu. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Bây giờ đi ra nè em gái. Dạ em đi với anh chị hai, với lại bạn thân, với lại cháu của em. Thôi đi cả nhà luôn nha ha. Chào anh chị hai, chào cháu, chào bạn thân luôn. Dạ chào cả nhà. Rồi bây giờ mình cầm cái video mình có vài điều chia sẻ coi. Dạ mình bỏ phía trong cái mask. Dạ. Dạ trước tiên là em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và mọi người trong trường quay. Là với em trai đây. Theo em cảm nhận thì thấy em trai này thì hiền. Còn em phần em gái em thì em gái em là anh mong có cơ hội bấm nút để tìm hiểu nhau. Còn em chọn ai thì anh em mình là với gia đình là theo em hết. Cưng em gái lắm, tại ba anh em trai có đứa em gái út mà. Cưng lắm hả? Cưng. Cảm ơn anh. Bây giờ Linh nói nè, anh coi em để tương lai thấy giống giống anh không? Thấy giống giống đó. Hai người mấp mít với nhau. Hai người được á. Nói vài câu với em để tương lai coi. Anh. Của anh ruột anh để. Dạ anh ruột. Anh ruột chứ quên vậy em tương lai chứ. Thôi em cũng không biết nói gì nữa. Xong rồi nói với anh vài câu đi. Thì hiện tại thì em cũng làm việc ở Sài Gòn. Thì bạn nữ thì nếu có dịp thì xin phép anh với gia đình cho em tiếp xúc gặp gỡ với bạn nữ nhiều hơn. Hẹn về Tiền Giang nhậu. Dạ hẹn em thì ít khi nhậu, em không có rượu bia nhiều. Thì bữa nào nếu mà anh em mình xuống Tiền Giang anh dẫn em đi chơi hay là thăm miền Tây, em vẫn chưa đi miền Tây nhiều. Ok. Ví dụ có là anh em của anh với ông già cũng không nhậu luôn. Vậy được cũng hay thôi. Anh em trai với ông già cũng không nhậu. Mà anh thì ở nhà Sài Gòn này cũng ít có về quê, đám tiệc mới về quê. Còn em Út thì ở cha mẹ đi làm vậy thôi, còn anh em cũng ở riêng hết rồi. Về khỏe rồi, hỏi anh cũng nuôi chó. Rồi. tặng mấy bộ đồ. Anh có ở nhà có ai thích chó thú cưng không anh? Con gái Út thích chó lắm, mà không có thời gian để chăm sóc, không có nuôi. Dạ, thì chưa nuôi luôn. Bữa nào em tặng cho con hay là em với cô gái, bạn gái nó sẽ cùng chăm sóc với con chó. Rồi, ok em. Xin cảm ơn. Nói rồi, hai cái cuộc tình trước dính với con chó nó không có hên. Mà bây giờ còn hứa hẹn nuôi chó chi vậy trời. Chán ghê vậy đó. Không, ông anh cũng dễ thương, ông anh nói ở Sài Gòn mà. Rồi. Đi với ai cưng? Dạ em đi với anh rể với mẹ. À dạ. Có mẹ đây nữa hả? Dạ chào rồi. Gia đình. Dạ cho mẹ nói vài câu trước đi nè. Mẹ mẹ nói đi mẹ. Từ Bình Thuận vô luôn hả bác? Dạ. Tôi sống ở Bình Thuận nhưng mà gốc thì Tiền Giang, ngày trước ở Mỹ Tho. Ủa vậy đó hả? Rồi gặp gặp cháu đây thì cũng là cái duyên, thấy cũng dễ thương lắm, rất là thích. Thì con trai tôi thì trước là nó đi chọn nghề ngân hàng. Rồi tôi thì làm ngành y, cũng đã nghỉ hưu thì mới muốn cho nó tiếp là quản lại cái công việc của mình. Ở nhà vừa khám bệnh vừa bán kính được tùm lum. Thì cũng cho nó học văn bằng 2 về y chuyên khoa mắt rồi. Rồi cháu thì nó nói là cái lúc nó ra trường á thì nó cũng làm bệnh viện Việt Nga một thời gian ở Sài Gòn này, rồi cũng làm bên kế toán được tùm lum. Còn điều nên nó thấy là cái ngành kinh doanh thú cưng là nó cũng có tiền. Nó bảo thôi thì mẹ còn khỏe,
rồi gia đình còn đang làm được thì để cho con kinh doanh thời gian kiếm chớp chảo kiếm ít tiền, rồi sau đó con nếu cần thì con quay về địa phương làm ngân hàng rồi tiếp quản cái tiệm kính rồi khám mắt, nói chung nó cũng học đều đủ thứ rồi thì mình cũng chấp nhận. Thì mình thấy là bây giờ thì không phải là mình vì tiền, nhưng mà trong cuộc sống thì cháu nó còn trẻ, có nhà thành phố thì nó cũng thuận lợi cho cái công việc làm ăn của cháu. Thì ban đầu mình cũng phản đối, chó mèo lúng túng quá, thì sau này mình vào thì mình thấy nó làm cũng được. Nó mua hàng về rồi bán online rồi bỏ mối cho các tỉnh, cho các người bán lẻ. Yeah. Nó cũng năng động thì thôi mình cũng chấp nhận. Nhưng cái ý thích của nó. Nó muốn lấy vợ liền cô đồng ý không? Đồng ý chứ, cháu là sinh năm 91, là tuổi Mùi là đã 31 tuổi rồi. Thì tuổi này hợp không? Thì hợp hay không thì mình bên công giáo thì cũng ít có quan trọng lắm. Thì nó thích, nó yêu là được. Còn thì nhà thì chỉ có 3 đứa con, 2 chị gái đã có chồng. Này con rể này, rồi đi với em vậy. Thì đã ở gần tôi rồi. Hai đứa gái thì nó làm ở bệnh viện và làm dạy cấp 3, nó ở gần. Thì cũng không cần phải em trai này phải về sống chung hay là làm dâu hay là ở gần gì nữa. Nếu nó sống được ở thành phố thì nó ở, đi đâu đi thì rồi, cũng được thôi. Nếu về miền Tây thì quê tôi cũng thích thôi, không sao hết. Mình sống ở đó mấy chục năm mà. Mình ngay ở chỗ chợ Dòng Nhỏ, Mỹ Tho đó. Chợ Dòng Nhỏ. Rồi sau này giải phóng thì mới về Bình Thuận. Mình cũng có kết bạn với anh Quyền Linh, với em Quyền Linh. Vậy đó hả? Fan hâm mộ đó. Kết bạn lâu rồi, có điều chỉ thích thôi chứ không dám biết gì. Chúc mừng mấy cháu gái xinh đẹp của anh Quyền Linh thôi. Dạ. Thì mình nhỏ bé quá mà sao mà dám nói gì, phải không? Chỉ hâm mộ. Tức là thấy đi làm từ thiện rồi hoạt động các cái chương trình rất là quý. Dạ. Thì chị Lạ, cô Lan cũng vậy. Dạ. Rất xinh đẹp và rất quý. Nói chung thì lúc đầu thì cháu nó đăng ký mấy năm rồi. Mình cũng kỳ, ế ẩm gì mà ở đây. Mình cũng cảm. Rồi sau thì theo dõi rất là nhiều chương trình, thấy là rất hay. Có nhiều cặp rất xứng và nó nói như trong phim ấy. Thành ra rất thích. Dạ. Thì hôm nay cũng đi theo cháu vào đây, đi hôm qua cơ. Rồi lên ngồi thì thấy các anh chị trong nhà đài rất là tế nhị, nhẹ nhàng, giúp đỡ cho cháu. Rồi gặp cháu gái đây thì cũng quá là xinh đẹp, quý mến, cao ráo. Nó hợp với lại bé bên này, cháu bên này. Thì cũng mong là các cháu cũng tạo cho nhau cái điều kiện quen biết, tìm hiểu. Rồi tiến được đến hôn nhân thì tốt, còn không được thì là bạn tốt của nhau thôi. Dạ. Chứ bây giờ mình gặp gỡ có mấy phút mình bảo là phải cưới, phải hỏi thì nói chung thì nói trước thì bước cũng không tới, mình cũng không có dám gì. Còn tôi thì có lương hưu, có công việc ổn định, vợ chồng còn khỏe trẻ, thì cũng không có phải cần cháu làm dâu. Nếu mà cháu muốn sống riêng thì cháu ở Sài Gòn á, hay là về thì cũng mua nhà cho ở riêng tại Bình Thuận thôi. Mình cũng có điều kiện thì cũng không có cần cháu phải làm dâu hay gì, vì có hai chị gái nó ở gần rồi. Rồi, vậy là đó, khỏe thì, là không làm dâu ha. Thì cũng nói cho cái hoàn cảnh để cho cháu gái nó đừng có lo sợ quá, hay là nó ngỡ ngàng, nấu tuốt dưới đó rồi chạy về Bình Thuận rồi đi bán cán mắm hay cái gì thì cũng quá khổ. Còn cái ngân hàng á là ngay thẳng cửa nhà mình. Tức là mình đặt vấn đề cho con á là đi học ngân hàng qua đó làm. Rồi ngoài giờ là về phụ với mẹ để khám bệnh rồi là bán kính thêm. Rồi nó đi ngược qua cái hướng khác thì thôi mình cũng thấy đó là cái điều làm ăn chân chính, chả có gì. Nó mở cái shop ở nhà rồi nó bán, nó bỏ mối, nó làm tứ tung như vậy. Dạ, nói chung nó quá nhiều cái công ăn việc làm rồi. Dạ, nó thấy nó năng động. Trước thì mua cho mấy chị em cái nhà chỗ Thích Quảng Đức á, Phú Nhuận á. Rồi khi mấy anh chị nó ra trường về đi làm hết rồi thì nó ở đó. Rồi giờ nó làm có tiền thì nó mua lại rồi. Dạ. Thì nói chung cũng không phải khoe, nhưng mà nói cho các anh chị gia đình bên gái thì cũng mừng. Tức là cũng có cái điều kiện để cho cháu sinh sống. Chứ Sài Gòn thì ở trong hẻm thôi chứ chẳng giàu có gì đâu. Nhưng mà điều nó có cái nơi để mà êm ấm được rồi. Đó. Như thì vậy là quá điều kiện rồi cô à. Có người chưa có nhà trong hẻm. Dạ đúng rồi. Con ở Sài Gòn gần 20 năm mới có cái hẻm à. Vâng. Mua luôn nguyên hẻm chứ không mua nhà. Dạ. Thì cũng nhân chương trình này thì cũng cảm ơn hai MC rất quý mến từ trước giờ. Không có không biết nói gì hơn. Thì cũng mong là hai cháu nó gặp mặt và nó
có cái điều kiện tìm hiểu thì may ra nó nên duyên thì mình cũng chúc mừng thôi. Mình cha mẹ mà con thì còn thằng út đó nó lớn rồi thì mình cũng mong muốn cho nó là có cái nơi chỗ để cho mình yên phận thôi, chứ cũng chả có cái gì. Đứa nào nó khôn đâu tìm đó thôi. Xin cảm ơn nhà đài rồi các anh chị sáng giờ đến gặp gỡ tiếp xúc các anh chị vòng ngoài là rất là quý, rất tốt. Mấy người dễ thương lắm, chăm sóc chu đáo, rồi hai MC, rồi nhà gái cũng một chút gặp gỡ là rất mừng. Thì cũng xin cảm ơn một lần nữa và chúc hai cháu cũng được tốt đẹp. Cảm ơn cô nha. Thôi mở rào thôi. Mở rào. Tấn công nhà Thao nha. Bắt đầu. Anh có chút quà anh tặng em. Dân Tiền Giang tụi ai cũng đẹp hết ơi. Mình mở quà ra mình coi nhà trai tặng mình gì nè. Dạ. Cái đó là cái đèn trang trí đó em. Dạ. Để em để trên bàn có gì thì em có thể nhớ đến anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Này đi cầm ra. Rồi bây giờ hai bạn nói chuyện với nhau đi. Hiện tại em làm ngân hàng là ở đâu em? Dạ ở Gò Công luôn anh. Gò Công hả? Dạ. Em có hay lên Sài Gòn chơi không? Dạ có, anh em cũng hay lên Sài Gòn. Có là... việc thì em lên ạ. Dạ. Là hình như là anh em là ở Sài Gòn. Dạ. Anh em ở Sài Gòn. Gì tôi hỏi tôi đó hết rồi. Anh thì cũng hay, anh cũng chưa đi về miền Tây nhiều. Thì nếu được thì bữa nào em dẫn anh đi Chợ Nổi hay là em có gần Chợ Nổi không? Dạ không, Chợ Nổi em cũng chưa đi nữa anh. Dạ nếu có dịp hai mình cùng đi. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn. Ta Gò Công dẫn đi biển. Dẫn đi biển Gò Công sao ta? Dạ, biển Gò Công thì cũng không được lung linh đẹp bằng biển Vũng Tàu với, nhưng mà chụp hình chỉnh màu thì đẹp anh. Biển Gò Công nghêu nhiều chứ tắm không đẹp. Dạ, không có nghêu. Gò Công là đi thăm mấy cái nhà cổ người ta quay phim đó, là mấy cái chỗ đó đẹp lắm đó. Dạ. Hình như dưới đó cũng có khu du lịch. Đúng không em? Dạ, cũng có vài cái mà anh, nhưng cũng ít khách du lịch lắm. Dạ. Rồi giờ hỏi nó tới chuyện hẹn hò sao? Sài Gòn Gò Công mà tính đường đi làm sao? Chàng trai. Thường thì thứ bảy là em được nghỉ đúng không? Dạ, cuối tuần thì thứ bảy chủ nhật em nghỉ. Anh thì anh làm việc em là chủ cho nên anh có thể thời gian anh cũng khá rảnh. Dạ. Thì nếu được thì một tuần hoặc một tháng gì đó tùy vào công việc em sắp xếp, anh có thể xuống vào thứ bảy chủ nhật để hy vọng gia đình bên em có thể đãi anh hoặc là dẫn anh đi chơi. Dạ. À, em thấy tình hình cũng được không? Dạ được anh. Nói thiệt anh cũng không biết, cũng hơi run. Đúng quá. Thấy bạn nữ đẹp quá anh Linh. Đẹp xong đẹp. Trời ơi. Tới công chuyện luôn rồi đó. Nãy tôi bước qua nó không khen tôi đẹp tiếng nào luôn á. Bây giờ đó. Tức. Bây giờ mình run quá, bây giờ mình hát bài nào đó. Không? Coi đỡ run nè. Tới gần đó, tới gần đó. Nắm tay cho đỡ run coi. Anh xin phép em đứng lên. Yeah. Anh có thể tặng cho em một bài thơ đi. Dạ, nắm tay rồi. Em chưa thuộc thơ anh. Trời ơi. Xin phép em ha. Không có thuộc thì tôi chết rồi. Thì cái bài thơ này là ba anh tặng mẹ anh. Dạ. Ngày đám cưới của ba mẹ. Dạ. Thì cách đây cỡ 10 ngày. Thì cũng là ngày kỷ niệm 40 năm của ba mẹ. Dạ. Thì đó thì anh xin phép đọc ha. Dạ. Mai em về, mẹ anh chải cho em mái tóc bồng bềnh, để tình em cũng lớn mênh mông. Bố gọi tên em là rừng hoa nở, nên giờ đây em như mùa xuân. Chị dạy em quen từng trang sách vở, thở ban đầu mũi chỉ đường kim. Em sớm hiền ngoan một thời con gái, nửa mai về nhớ kể cho con. Em đến với anh thở còn tóc thả, duyên chưa tròn trong áo lụa Hà Đông. Anh mới nghiêng bút nửa chừng gian dở, cưới nhau về tay vẫn trắng không. Ta gặp nhau giữa quãng đời vất vả, mến nhau nhiều qua cuộc sống gian truân.
Dẫu yêu thương phải tràn ngàn tranh đấu, mai em về cho đỏ pháo thênh thang, mai em về cho hạ trắng huy hoàng. Anh đón em cả tuổi xuân dành tặng, hỡi thời gian đến đâu là biên giới, mai em về cho gần nỗi cưng chuyên. Thì bài thơ này thì anh cũng muốn em có một cái gì đó về bên cạnh anh, và cho anh một cái cơ hội để gặp được em. Là một cái duyên rồi. Thì cái này cũng là một cái phần nào đó để anh gửi gắm đến em. Dạ, yeah, em cảm ơn anh, cảm ơn bài thơ của anh. Dạ, yeah. Em gái hát bài tặng gì? Dạ. Một chút nữa nhớ gửi cho chị Lan bài thơ đó nha. Dạ. Chị Lan thích bài này quá. Tôi nói hết về ông già ông buồn suốt đời luôn. Bài thơ ông già tặng bà già phải thuộc cho hết, hiểu không? Ai mà bài thơ vậy mà không chịu thuộc thuộc. À, em hứa với anh Quyền Linh, anh gái, thì khi nào mà có dịp em sẽ làm một bài thơ tương tự như vậy để tặng cho bạn gái. Nhớ làm nha. Dạ. Làm là phải thuộc nha. Rồi. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vô mắt nhau. Đó. Bây giờ nói là không có đọc thơ gì nữa. Không có đọc thơ của ai hết. Nói từ trái tim của mình. Cảm xúc nắm tay em thấy sao? Anh thấy lúc này em sao? Anh muốn gì đó nói hết cho bạn nghe đi. Thì anh cũng... hiện tại thì anh làm việc... online một mình cũng là 7 năm rồi. Yeah. Thì cũng có một người nào đó cùng theo anh theo những khoảng đời còn lại, khoảng thời gian còn lại đó, thì hy vọng em sẽ cùng anh đi tiếp những công việc và giai đoạn cần là tiếp theo. Yeah. Anh hứa gì đó, anh hứa gì để cho em yên tâm, em bỏ Gò Công lên Sài Gòn chứ. Thì ở Sài Gòn thì anh cũng ở 13 năm. Những công việc, những bạn bè thì anh cũng có thể quen. Thì nếu được á, thì ngân hàng mình cũng có thể xin ở chuyển công tác hoặc là gì đó. Thì anh sẽ hứa cố gắng xin cho em làm việc ở trên Sài Gòn để gần anh. Rồi. Nói gì? Rồi, trở về đây ngồi đi. Không cho nhà gái nói luôn. Giờ đó bắt đầu nói đi nè. Bây giờ chưa? Bây giờ là mình nói chút xíu tương lai đi. Đúng rồi. Em hỏi đi, thí dụ giờ tụi mình vậy, rồi em chừng nào em có thể cho anh bước tới gì đó, hỏi đi. Thì em hiện tại thì em muốn mình sinh mấy đứa. Không. Chưa vô đám cưới hỏi mấy đứa rồi. Xin mấy đứa người ta hỏi kìa, nói đi. Dạ. Duyên trời cho mấy đứa. Thì em định khi nào mình có thể, sau khi quen được bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân? Dạ, em cũng không nói trước thời gian, mà khi nào mình tìm hiểu nhau rồi tiến tới hôn nhân anh. Chứ em không định thời gian là dài hay ngắn gì hết. Dạ. Đủ hiểu là mình cưới nhau được. Sau khi em mở rèm thì em cảm rèm thấy nào là... đây làm gì có rèm. Sợ mở rào. Dạ, sau khi mở rào á thì em cảm nhìn anh cảm thấy thế nào? Dạ, em cũng thích người tròn tròn giống như anh, cũng là gu của em. Dạ. Cảm ơn em. Gu anh. Dạ. Rồi thôi được rồi. Bây giờ là tùy ý bạn gái nha. Nãy giờ tất cả những gì bạn trai đã thể hiện rồi, những lời hứa, những lời gọi là chia sẻ rất là thật lòng rồi. Quan trọng là bấm hay không là do em gái. Còn mình đàn ông mình để tay bấm, mình thích bấm luôn. Nha, không chờ đợi gì hết. Đó. Bạn gái hãy suy nghĩ về những cái cảm giác vừa rồi, về những cái lời nói vừa rồi, xem có phù hợp với mình hay không, có phải là người mà mình tìm kiếm hay không. Và hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Nè, bây giờ chính thức hai đứa hẹn hò nhau rồi. Nắm tay đi. Cho anh xin phép. Dạ. Bây giờ xin phép anh trai đại diện cho gia đình đó, cho tụi em quen nhau, tìm hiểu nhau,
em hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc bạn gái gì đó cho đến răng long đầu bạc gì, thí dụ gì tùy đó, tùy em nói sao nói đó. Dạ, xin phép anh trai và họ hàng bạn gái thì em với bạn nữ này sẽ tìm được phép được tìm hiểu trong thời gian tới, nếu có duyên anh em mình gặp nhau dưới Tiền Giang. Dạ. Ok. Thôi. Có nói gì với mẹ của bạn trai mình không? Dạ. Con cảm ơn bác, những lời nói hồi nãy bác đã dành tặng cho con. Con với hôm nay con đã đồng ý để tìm hiểu với anh. Dạ. Bắt đầu rung rồi đó. Giờ chỉnh màu nó sẽ nét đó nha. Dạ. Cái câu duy nhất là chỉnh màu nó sẽ đẹp đó. Không để tìm. Xin phép anh cho em hôn bạn gái một cái ạ. Đẹp lắm đó. Nè, cố gắng nha. Dạ. Đừng để mất Tiền Giang tôi nha. Dạ. Tiền Giang tôi ngon lành lắm á. Hai bạn này nó cũng nhận rất là đẹp đôi luôn. Này nó hiền. Dạ. Tốt. Đây cũng có hiền vậy. Đó chưa chắc hiền đâu nha. Hiền. Dễ thương chết luôn. Đây sắc sảo lắm á. Chỉnh màu biết mới biết nét gì nữa. Bây giờ ai cũng chụp hình người ta cũng biết chỉnh hình hết á. Dạ. Rồi. Rồi cố gắng lên nha. Dạ. Nhớ cố gắng về, tôi về Tiền Giang chung cho. Dạ. Gần nhà nhớ mời tôi nha. Dạ. Lúc đó anh mời anh Quyền lên. Nhớ tặng tôi bộ đồ con chó nha. Có nuôi chó không? Có. Hả? Anh có nuôi chó không? Không, tặng cho nhỏ bạn. Rồi cũng được. Bữa nay có nhỏ bạn.